Thưa quý vị, giá bán sản phẩm không đủ bù đắp chi phí sản xuất, người trồng thanh long không mặn mà đầu tư vườn cây, để mặc các loại sâu bệnh tấn công hoặc chặt bỏ thanh long, chuyển sang trồng loại cây khác. Tình cảnh này đang xảy ra tại các địa phương ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Xuyên Mộc, địa phương có diện tích trồng thanh long lớn nhất tỉnh. Gắn bó với nghề trồng thanh long ruột đỏ hơn 5 năm, và dù đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng cho 3.500 trụ thanh long trên 3 hecta, nhưng anh Nguyễn Bá Phước ở ấp 2 xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc phải thuê máy xúc phá bỏ vườn thanh long. 2 năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá thanh long giảm sâu, trong khi đó chi phí các loại vật tư nông nghiệp, công lao động lại không ngừng tăng. Đầu năm 2022 đến nay, gia đình anh Phước đã thua lỗ gần 300 triệu đồng từ trồng thanh long. Tại vì bây giờ mà làm cái số lượng thanh long này mà nếu như mà làm vụ như vậy mà giá cả như vậy là mình phải bù tiền nhà vào. Bù tiền nhà vào thì có lúc bù cả 200-300 cũng có. Với hơn nữa bây giờ phân bón nó cũng cao, rồi là công bây giờ do giá xăng nó cũng cao hơn chứ không phải thấp hơn. Đi đầu trong đầu tư trồng thanh long công nghệ cao tại xã Bưng Riềng, vậy mà giờ đây, gia đình ông Trần Quang Hải đành bỏ mặc cho vườn cây suy thoái, dịch bệnh tấn công. Thanh long chín đỏ, rụng đầy gốc. Năm 2018, ông Hải đầu tư 500 triệu đồng cho vườn thanh long gần 1 hecta theo hướng công nghệ cao. Đầu tư lớn trong bối cảnh thanh long mất giá, đầu ra bấp bênh, thu nhập của gia đình ông cũng bấp bênh. Vụ thanh long năm 2021, ông Hải lỗ 120 triệu đồng. Đầu năm 2022 đến nay, ông Hải tiếp tục thua lỗ hơn 60 triệu đồng. Để trang trải nợ nần, ông Hải phải bán cả đất để trả nợ ngân hàng. Ông Hải đang phun thuốc diệt cỏ vườn cây, chuyển sang trồng tràm. Thì cái tình hình giá cả nó không ổn định mà coi như là 2 năm nay thì bà con làm thua lỗ. Mà càng đầu tư thì càng mất vốn. Cho nên là bà con hiện nay là đang trong cái phong trào phá đi để trồng những cái như cái mì rồi cái tràm rồi những cái mà coi như là ngắn ngày. Nông dân phá bỏ vườn thanh long để chuyển sang các loại cây trồng khác cũng xảy ra tại xã Bông Trang. Ông Nguyễn Huy Hoàng ở ấp Trang Định vừa phá bỏ 4 sào thanh long ruột đỏ. Với giá vật tư nông nghiệp không ngừng tăng, thanh long ruột đỏ phải được giá bán hơn 20.000 đồng 1 kg mới đủ chi phí. Vậy mà 2 năm trở lại đây, giá bán chỉ ở mức 7-8.000 đồng 1 kg, có thời điểm xuống còn 2.000 đồng 1 kg. Ông Hoàng đang dự tính chuyển sang trồng nhãn xuồng cơm vàng. Nguyên nhân chính là sâu bệnh, với lại cái tiêu thụ nó không ổn định. Thì bây giờ phải phá để chuyển qua trồng cây nhãn rồi đó. Theo báo cáo của xã Bưng Riềng và Bông Trang, hai địa phương có diện tích trồng thanh long lớn nhất tại Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích vườn cây giảm mạnh trong 2 năm qua. Từ 700 hecta xã Bưng Riềng, giờ chỉ còn 420 hecta thanh long. Xã Bông Trang từ 140 hecta thanh long, giờ chỉ còn chưa đầy 100 hecta. Và diện tích thanh long bị nông dân chặt bỏ vẫn chưa dừng lại.